Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của Vida, kênh chuyên review về thiết bị âm thanh dàn karaoke gia đình. Và không biết ở đây có ai là fan hâm mộ của những dòng nhạc sôi động như nhạc remix, nhạc đen, nhạc rock dồn lên tâm hay không? Bởi vì những ai là fan thì mới hiểu được rằng chỉ có những chiếc loa cực bốc lửa mới khiến chúng ta cháy hết mình với những dòng nhạc như thế. Đây cũng chính là chủ đề mà Linh Tâm mang đến ngày hôm nay với chiếc loa JBL RM12. Đây là chiếc loa được nhắc đến với cụm từ đáng đồng tiền với gạo. Hãy cùng Linh Tâm tìm hiểu xem nó đáng đồng tiền như thế nào nhé. Công suất 400W chuyển phòng trên 30m2, đủ lực để đánh nhạc chuyển phòng trên 30m2, tạo trường âm thanh rộng và đầy. Dù bạn ngồi ở bất cứ vị trí nào trong phòng đều nghe được tiếng nhạc như nhau. Với công suất tối đa đến 400W, JBL RM12 là dòng loa được đánh giá cao nhất hiện nay về khả năng chơi nhạc sôi động như nhạc đen, nhạc rock, nhạc remix. Hệ thống 3 loa, 3 đường tiếng, đảm bảo chất âm sắc ở mọi dải tần, được đánh giá cao khi chơi nhạc sôi động. Nhưng khi chơi nhạc trữ tình, nhạc jazz, JBL RM12 cũng xuất sắc không kém. Các loa đều được cấu tạo hình nón, cuộn cùng dây âm thanh chịu nhiệt tốt, đảm bảo hoạt động hết công suất. Các âm thanh cao, trung và trầm vẫn được tải ổn định và hòa quyện. Theo như Linh Tâm thấy thì việc bỏ ra hơn 10 triệu đồng cho một chiếc loa là một mức phí khá cao rồi. Thế nhưng bạn đang có một không gian 30m2. Muốn sở hữu một dàn âm thanh y hệt như quán karaoke VIP ở Sài Gòn thì việc bỏ ra một mức phí như vậy cho một chiếc loa JBL RM12 là một lựa chọn đáng đồng tiền bát gạo. Và nếu ai muốn nghe thử âm thanh của chiếc loa này thì đừng quên ghé thăm showroom của Vida để được trải nghiệm miễn phí. Và đừng quên nhấn subscribe để đón xem những video mới nhất của Vida nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Vida chuyên gia âm thanh karaoke. Vida phối theo nguyên lý, lắp theo âm học.